dù giàu hay nghèo, nhà phải có chiếc ô tô. Chúc mừng bạn đã tìm hiểu về Trung Quốc cũng là một phần nhiều rồi đó. Nhưng mà bạn không có biết là bên Trung Quốc này xe hơi nó có hai loại. Hai loại á thì nó có hai cái loại giá khác nhau. Một loại á thì rẻ rề như giả rách, còn một loại á thì mắc á. Chỉ có cái dạng dân nhà giàu người ta mới mua nổi thôi đó. Cái loại á mà rẻ như giả rách á thì cũng giống y chang như Việt Nam mình thôi đi. Dân nhà giàu người ta mới mua nổi thôi đó. Cái loại á mà rẻ như giả rách á thì cũng giống y chang như Việt Nam mình thôi đi. Số dù giàu hay nghèo, nhà phải có chiếc ô tô. Chúc mừng bạn đã tìm hiểu về Trung Quốc cũng là một phần nhiều rồi đó. Nhưng mà bạn không có biết là bên Trung Quốc này xe hơi nó có hai loại. Hai loại á thì nó có hai cái loại giá khác nhau. Một loại á thì rẻ rề như giả rách, còn một loại á thì mắc á. Chỉ có cái dạng dân nhà giàu người ta mới mua nổi thôi đó. Cái loại á mà rẻ như giả rách á thì cũng giống y chang như Việt Nam mình thôi đi. Mình thấy người Trung Quốc đa số dù giàu hay nghèo, nhà phải có chiếc ô tô. Chúc mừng bạn đã tìm hiểu về Trung Quốc cũng là một phần nhiều rồi đó. Nhưng mà bạn không có biết là bên Trung Quốc này xe hơi nó có hai loại. Hai loại á thì nó có hai cái loại giá khác nhau. Một loại á thì rẻ rề như giả rách, còn một loại á thì mắc á. Chỉ có cái dạng dân nhà giàu người ta mới mua nổi thôi đó. Cái loại á mà rẻ như giả rách á thì cũng giống y chang như Việt Nam mình thôi đi. Mình thấy người Trung Quốc đa số dù giàu hay nghèo, nhà phải có chiếc ô tô. Chúc mừng bạn đã tìm hiểu về Trung Quốc cũng là một phần nhiều rồi đó. Nhưng mà bạn không có biết là bên Trung Quốc này xe hơi nó có hai loại. Hai loại á thì nó có hai cái loại giá khác nhau. Một loại á thì rẻ rề như giả rách, còn một loại á thì mắc á. Chỉ có cái dạng dân nhà giàu người ta mới mua nổi thôi đó. Cái loại á mà rẻ như giả rách á thì cũng giống y chang như Việt Nam mình thôi đi. Mình thấy người Trung Quốc đa số dù giàu hay nghèo, nhà phải có chiếc ô tô. Chúc mừng bạn đã tìm hiểu về Trung Quốc cũng là một phần nhiều rồi đó. Nhưng mà bạn không có biết là bên Trung Quốc này xe hơi nó có hai loại. Hai loại á thì nó có hai cái loại giá khác nhau. Một loại á thì rẻ rề như vậy.